Căn hộ chung cư Ban Đảng, Sài Đồng. Căn hộ có diện tích 87 m², thiết kế gồm có 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, một phòng có vệ sinh khép kín trong phòng nhé. Có 2 điều hòa. Đây là phòng khách. Có sẵn điều hòa này, Casper. Bên trong là đầu tiên là bếp này, bếp sẵn tủ bếp này. Wow. View rất là thoáng nhé. Phòng bếp này rất là thoáng ấy. Vệ sinh chung này. Phòng ngủ lớn nhé, phòng ngủ lớn thì sử dụng phòng vệ sinh chung. Phòng ngủ lớn này 2 cửa sổ rất là thoáng. Đã có sẵn điều hòa đây, về dùng luôn Casper. Sang phòng ngủ bên là phòng ngủ. Phòng này có sẵn có nhà vệ sinh trong phòng luôn. Ban công rất là rộng, ban công này phải 5 m² ấy. Như vậy là có tất cả là tôi xem lại tổng quan nhé. Đây phòng ngủ vệ sinh trong phòng nhé. Bếp này. Một khách. Kết thúc nha.